ô nhiễm không khí rút ngắn tuổi thọ dân số thế giới. Nghiên cứu được Viện Chính sách Năng lượng của Trường Đại học Chicago EPIC, Mỹ công bố hôm ngày 14 tháng 6, ô nhiễm không khí khiến tuổi thọ trung bình của dân số thế giới sụt giảm hơn 2 năm, tác hại tương đương thuốc lá và tồi tệ hơn nhiều so với HIV/AIDS hay khủng bố. Hơn 97% dân số thế giới đang sống trong các khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí vượt mức khuyến nghị, EPIC khẳng định trong báo cáo mới nhất về chỉ số chất lượng không khí cuộc sống. EPIC nhấn mạnh, nếu nồng độ bụi mịn PM2.5, loại bụi li ti trôi nổi trong không khí có thể xâm nhập và gây tổn hại phổi, giảm xuống mức khuyến nghị 5 micrograms mỗi mét khối của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tuổi thọ trung bình của dân số thế giới có thể tăng thêm 2,2 năm. Cũng theo nghiên cứu, tuổi đời trung bình của người dân Nam Á bị rút ngắn khoảng 5 năm vì tác động của ô nhiễm không khí, trong khi người dân Trung Quốc có thể sống thọ thêm 2,6 năm nếu nồng độ bụi mịn trong không khí không vượt mức khuyến nghị của WHO. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng tuổi thọ trung bình của dân số Trung Quốc đã tăng thêm khoảng 2 năm kể từ năm 2013, khi quốc gia này phát động cuộc chiến chống ô nhiễm cắt giảm 40% PM2.5 trong không khí. Theo Reuters, cuộc khảo sát về dữ liệu ô nhiễm được công bố vào đầu năm nay cho thấy, không một quốc gia nào trong năm 2021 đạt được mức chuẩn 5 micrograms mỗi mét khối như WHO khuyến nghị. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.